Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị có được sức khỏe bình an, vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, có cơ hội trúng số, đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bảo Lộc, tiên tri hé lộc sự thật chấn động. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, đúng tháng 4 và tháng 5 âm lịch, thần tài trả ơn, vận may ập đến, đổi vận giàu sang, tiền vàng ngập két, trả sạch nợ, hết khổ đổi đời đại gia. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Tuy nhiên tử vi học có nói, con người cần chờ đúng thời điểm thì mới phất lên được, và cũng có những con giáp được định sẵn tuổi trẻ trải qua bao phen thống khổ, vất vả, đau đớn mới lội ngược dòng, vươn lên khỏi vũng bùn, trở thành đại gia, giàu có may mắn đủ đường. Tử vi học có tiết lộ rằng, trong vận mệnh 12 con giáp, thì có tuổi Ất Mão sinh năm 1975 là người có số mệnh khổ trước sướng sau, càng già càng giàu. Tuy cuộc đời gặp nhiều sóng gió gập ghềnh, nhiều biến động khôn lường, nhưng khi đến thời điểm bùng phát, Ất Mão cũng phải thất thần bật ngửa vì những điều bất ngờ cuộc sống mang lại cho họ. Thần tài và quý nhân mang đến những may mắn lớn, liên tục bất ngờ, tiền tài kéo đến như vũ bão, nổ lộc phát tài. Ngay đúng thời điểm nguy nan nhất, cuộc sống của họ từ đây sẽ sang trang, hết sạch nghèo khổ, hưởng phúc lộc giàu sang đến cuối đời. Và đúng tháng 4 và tháng 5 năm 2024 âm lịch tới đây, chính là thời điểm vàng quyết định số phận một đời còn lại của con giáp này. Sẽ có nhiều gian nan, hiểm cảnh, khổ nạn điệp trùng, nhưng trong cái rủi có cái may, Ất Mão cũng không chỉ thông minh, tài giỏi, mà còn là người lương thiện, sống biết ban phúc, nên luôn có thần Phật độ mệnh, quý nhân đi theo giúp đỡ tận tình. Trong 2 tháng tới chỉ cần Ất Mão biết trước 3 điều này là đón nhận thiên cơ đổi vận, giàu nhanh chóng mặt, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, tiền vàng ùn ùn đổ về nhà chất đầy két sắt, sung sướng giàu có hết phần thiên hạ. Vậy, để biết được vận trình cụ thể trong 2 tháng tới sẽ diễn biến ra sao, may mắn nào sẽ đến với con giáp này, tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Thần tài đảm bảo, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, đúng tháng 4, tháng 5 âm lịch đổi vận giàu sang, tiền vàng ngập két, hết khổ vì giàu, nếu chú ý điều này. Đầu tiên là sơ lược cuộc đời người tuổi Ất Mão 1975. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 được Thế Chí Bồ Tát ban trí tuệ, ban phúc đức, người có tật nhỏ hoặc mang bệnh tiềm ẩn, tuy nhiên số thọ, vì vậy người Ất Mão sẽ sống từ 70 tuổi trở lên. Ngoài ra, tuổi Ất Mão hiểu biết đa tài và thông minh, nhưng tính không kiên nhẫn, nên việc gì cũng hay bỏ dở dang. Họ có số phú quý nên thành đạt học hành, tính tình mềm mỏng, ôn hòa, nhưng họ là người có lòng kiên định với mục tiêu của bản thân đặt ra, có số làm tướng làm quan. Nam mệnh tuổi Ất Mão nổi tiếng bởi sự nhanh nhẹn, tháo vát không ai bằng, họ ít khi tập trung vào công việc, nhưng khi đã làm là sẽ làm hết mình. Đàn ông tuổi Ất Mão thường đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi, nhưng đôi lúc họ trở nên khá bảo thủ, không nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai khác. Điều đó khiến những người này tụt hậu, trở nên tù túng và lười biếng. Họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Đàn ông tuổi này đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều sẽ không để yên mà luôn phải nói cho ra lẽ. Họ hài hước luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc họ vô tình tự làm buồn chính mình. Đối với họ không gì quan trọng bằng gia đình. Vì vậy, nam mạng tuổi này sẽ dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc, yêu thương. Những lúc mệt mỏi, áp lực,
gia đình chính là nguồn động lực giúp họ lấy lại thăng bằng và tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước. Có thể nói tuổi Ất Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên. Trong cuộc đời mỗi khi khó khăn, tuổi Ất Mão lại gặp được quý nhân phù trợ giúp đỡ để vượt qua. Trong vận số cuộc đời, tuổi Ất Mão có nhiều nỗi lo và tiền vận số không được sung sướng lắm. Có thể có nhiều việc may mắn về tài lộc và trung vận, nhưng sự lo lắng và buồn khổ vẫn mãi đeo bám, đến hậu vận mới được an nhàn, sung sướng. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Phụ nữ tuổi Ất Mão bình thường không thích nói nhiều, cũng không thích thể hiện. Họ cho rằng chân thật, bền bỉ, thể hiện bản lĩnh mới là tốt nhất. Chính vì vậy những nỗ lực của phụ nữ Ất Mão thường ít người nhìn thấy, chỉ đến khi những cố gắng, nỗ lực biến thành kết quả, mọi người mới không ngừng nể phục tài năng của họ. Phụ nữ tuổi Ất Mão thực sự có bản lĩnh, giúp chồng, không chỉ là quản lý giúp đỡ, mà còn có khả năng định hướng, lèo lái cho sự nghiệp của chồng. Lấy được phụ nữ tuổi Mão làm vợ có thể nói sẽ có cuộc sống như ý, công việc thuận lợi, vượng tài vượng lộc, phúc khí có thừa. Họ ăn nói lưu loát, có tài và sắc, tự trọng khiêm nhường, biết giữ gìn ý tứ, có đức hạnh, có mục thị hiếu hoàn hảo. Tuổi Mèo thích giao thiệp, người ngoài rất quý mến họ, người tuổi này rất gắn bó với những ai họ cảm mến, không mặn mà với họ hàng, bè bạn, họ không dễ mất bình tĩnh, rất trầm tính, tránh cáu giận, họ đặc biệt thành đạt trong kinh doanh. Về khí chất, người tuổi Ất Mão thuộc loại ưu tư, dễ mủi lòng, thậm chí rất mau nước mắt. Người tuổi Ất Mão là những con mọt sách nhưng lại chẳng thông thái bao nhiêu, số họ rất đỏ trong những trò cờ bạc đỏ đen, bởi lẽ họ có một mẫn cảm tuyệt vời khi chọn bài đặt cửa. Tuy nhiên, họ khá bảo thủ và không bao giờ làm gì nếu chưa cân nhắc kỹ lợi hại hơn thiệt. Người tuổi Ất Mão có một ý chí mạnh mẽ và lòng yêu thương mãnh liệt dành cho gia đình, đó cũng là động lực thúc đẩy dành cho họ. Rất nhiều người yêu quý tuổi Ất Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Ất Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống nào, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Ất Mão thích cuộc sống tự do, yên bình, với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Ất Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Xem tử vi tuổi Ất Mão năm 2024 cho biết, năm Giáp Thìn đánh dấu bước trở mình của con giáp này ở phương diện công danh, sự nghiệp. Khi được khá nhiều các tinh hậu thuẫn, dù ở môi trường nào, tuổi Ất Mão hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Còn ở phương diện tài lộc, dù trong năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của Ất Mão không đến mức đáng ngại. Chính sự nhanh nhạy sẽ giúp bản mệnh bội thu tài lộc trong năm nay. Bổng lộc đến với cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh, bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới. Một điều tuyệt vời nữa là vận niên năm 2024 của tuổi Ất Mão là thử ngộ điền hay chuột gặp đồng lúa rất tốt. Gặp vạn niên này tài chính, tiền bạc đều dư giả, công thành danh toại, tình cảm tiến triển tốt đẹp. Bạn giống như chuột sa chĩnh gạo, tha hồ mà ăn, ăn biết bao giờ cho hết. May mắn liên tiếp ùn kéo đến, làm đâu chúng đó, sự nghiệp lên cao, tài lộc rực rỡ, tiền tỷ cầm tay, đổi đời đại gia. Nhìn chung, năm 2024 sẽ mở ra như một chân trời mới đầy hứa hẹn cho Ất Mão, mang đến những biến chuyển mạnh mẽ trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Hai tháng này trước mắt đưa đến cho bạn may mắn và triển vọng, nghề nghiệp sẽ phất lên như diều gặp gió. Đã đến lúc phải rũ bỏ mọi do dự, bước ngoặt, dũng cảm và tiếp cận những vùng trời mới, sẽ là chìa khóa dẫn lối bạn đến thành công rực rỡ. Tuy nhiên đừng quên rằng, sự tập trung và kỷ luật cũng như lòng kiên nhẫn sẽ là những yếu tố quan trọng để bạn sẽ phải đối mặt và vượt qua những thách thức, đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng thích ứng cao. Ngôi sao may mắn năm nay cũng gợi ý rằng bạn sẽ tận hưởng một mối quan hệ đầm ấm, hòa thuận và đậm đà thịnh vượng với những người thân yêu của mình. Hãy ghi nhớ số 2, số 6 và số 8. Những con số may mắn sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt năm 2024. Màu sắc xanh lá cây, xanh lam và màu tím sẽ mang lại vận may và sự hài hòa, còn hướng đông sẽ là hướng đem lại nhiều điều tốt lành nhất cho bạn. Tháng 2, tháng 6 và tháng 10 sẽ là những thời điểm vàng để bạn thực hiện các kế hoạch và dự định. Hãy tận dụng tốt những cơ hội quý giá này nhé!
Sau đây là luận giải chi tiết trên các phương diện công danh sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của anh chị tuổi Ất Mão trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp có chỉ ra rằng, trong 2 tháng 4 và 5 âm lịch tới đây, trọng tâm của người tuổi Ất Mão sẽ là tập trung phát triển sự nghiệp với những lợi thế mà mình đang có sẵn. Thời điểm này, hãy chủ động hơn trong công việc, đừng ngại khó, ngại khổ. Nếu gặp khó khăn thì cứ mạnh dạn yêu cầu được trợ giúp. Có nguyệt lệnh lâm cung lâm quan hỗ trợ, bản mệnh cần dốc toàn trí lực, dồn toàn bộ tâm huyết để theo đuổi mục tiêu. Nếu anh chị có thể chủ động nắm bắt cơ hội, chắc chắn sẽ có bước đột phá thành công. Bên cạnh đó, Ất Mão cũng nên chú ý xây dựng mối quan hệ hài hòa tại nơi làm việc, đối xử với mọi người chân thành, khoan dung, chính là cách để kết thêm nhiều bạn. Tài lộc trong 2 tháng này bình ổn, có thu có chi đều đặn, công việc ổn định nên không phải lo lắng nhiều về thu nhập. Tuy nhiên, tạm ổn nghĩa là anh chị vẫn thiếu cố gắng, cần nỗ lực thêm nữa. Các chi phí phát sinh trong tháng cũng nhiều, không tính toán kỹ càng rất dễ bị thâm hụt tài chính. Ngoài ra, anh chị cũng nên thận trọng khi cho người khác vay mượn tiền bạc, kẻo tiền mất tật mang. Phương diện tình cảm của Ất Mão trong tháng mới hứa hẹn sẽ có diễn biến bất ngờ. Các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình. Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều, đi xa càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Tuy các phương diện khác của cuộc sống đều khá ổn, nhưng sức khỏe của tuổi Ất Mão lại có dấu hiệu tổn hao, bản mệnh để công việc lấn chiếm cả thời gian nghỉ ngơi, nên có thể rơi vào tình trạng lao lực, kiệt sức. Đây là điều mà anh chị cần sớm tìm cách cải thiện. Đầu tiên là tử vi tháng 4 âm lịch. Xét phương diện sự nghiệp, theo tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch chỉ ra rằng, phương diện sự nghiệp của người tuổi Ất Mão trong tháng mới nhìn chung vẫn có tiến triển lạc quan, ít vấn đề phải lo nghĩ muộn phiền. Nguyệt lệnh lâm quan xuất hiện ở Mão, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, thành công. Điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Trọng tâm của anh chị trong tháng cũng là phát triển sự nghiệp, nên hãy cố gắng tận dụng triệt để những lợi thế mà mình đang có sẵn. Tinh thần làm việc trong tháng lên cao, bản mệnh lăn xả vào mọi việc, sồng sáo, chứ không còn chờ người khác giao việc như trước. Khả năng sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho Ất Mão những thành công bất ngờ. Lâm quan là quý tinh chủ sự quyền quý, mang tới điều may mắn, giải tỏa rắc rối, căng thẳng. Với những ai đã xác định mục tiêu công việc rõ ràng, không còn tình trạng mất phương hướng như trước, sẽ đem về thành quả như mong đợi. Thời gian này hãy chủ động hơn trong công việc, đừng ngại khó ngại khổ, hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Nếu gặp khó khăn thì cứ mạnh dạn yêu cầu được trợ giúp, chắc chắn anh chị sẽ gặt hái thành quả tốt. Tháng 4 âm cũng là thời điểm phù hợp cho những ai muốn thay đổi công việc, phát triển sự nghiệp cá nhân hay khởi nghiệp. Hãy cứ tự tin làm điều mình mong muốn, dù kết quả có ra sao nó cũng chỉ là thứ yếu. Quan trọng là trong quá trình làm bản mệnh tích lũy được những kinh nghiệm, bài học gì. Người làm một công việc đủ lâu sẽ cần nỗ lực, tự tạo thêm những thách thức nho nhỏ cho mình, đừng để sự nhàm chán giết chết tinh thần của mình. Bên cạnh đó, Ất Mão cũng nên chú ý xây dựng mối quan hệ hài hòa tại nơi làm việc, đối xử với mọi người chân thành, khoan dung chính là cách để kết thêm nhiều bạn. Như vậy, khi tiến hành công việc càng thêm trôi chảy, thậm chí cũng nhờ đó mà bản mệnh biến thù thành bạn, có thêm người trợ giúp. Trong tháng còn có dịch mã động tinh chiếu mệnh, dự báo về những sự dịch chuyển, biến động không ngừng, Ất Mão có thể sẽ thấy mình bận rộn và tất bật hơn trước đó. Song hãy tin vào khả năng sắp xếp tài tình của mình, anh chị hoàn toàn có thể giải quyết mọi việc đâu ra đó. Xét phương diện tài lộc, tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Ất Mão âm lịch dự báo, con giáp này có nguồn thu nhập khá bình ổn, có khoản ra khoản vào đều đặn, công việc ổn định giúp kinh tế của Ất Mão thêm phần vững vàng. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với những gì mình đang có. Tuy nhiên, tạm ổn nghĩa là bạn vẫn thiếu cố gắng, cần nỗ lực thêm nữa mới thêm phần dư giả. Người kinh doanh, buôn bán sẽ có phần nhỉnh hơn, con giáp này càng xông xáo, đi xa tìm hiểu thị trường sẽ càng có lợi trong giai đoạn này. Vì thế trong bất cứ trường hợp nào hay công việc gì, hãy mạnh dạn và chủ động hơn nữa, thì tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, không phải lo lắng, yên tâm đã có dịch mã cát tinh che chở, mọi lộ trình của bản mệnh dù xa hay gần đều được bình an, thu về kết quả bất ngờ. Có điểm cần lưu ý, các chi phí phát sinh trong tháng cũng khá nhiều, không tính toán kỹ càng rất dễ bị thâm hụt hoặc mất cân đối tài chính, vì thế,
nên tiết chế thói quen mua sắm, mua những gì cần thiết, tránh lãng phí. Ngoài ra, nếu phát sinh tình huống cho người khác vay mượn tiền bạc, cần chọn mặt gửi vàng, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng lừa gạt, tiền ra khỏi túi là không thể thu hồi được. Xét phương diện tình duyên. Phương diện tình cảm của Ất Mão đón sự thay đổi tích cực, hứa hẹn những trải nghiệm thú vị, lãng mạn trong tình yêu trong tháng 4 âm lịch này. Các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể nhờ tìm thấy tiếng nói chung. Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều, đi xa càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Đặc biệt, chủ động tham gia các hoạt động tập thể là cách để bạn tạo sự kết nối với người khác giới, tăng tỷ lệ gặp gỡ người trong mộng. Nếu nghiêm túc với tình cảm của mình, bạn có thể lựa thời cơ thích hợp để bày tỏ với đối phương. Kết quả có thế nào không quan trọng bằng việc bạn đã dám làm những gì trái tim mách bảo. Xét phương diện sức khỏe. Tuy các phương diện khác của cuộc sống tuổi Ất Mão trong tháng 4 đều khá ổn, nhưng sức khỏe của bạn lại có dấu hiệu tổn hao. Nguyên nhân là do bạn để công việc lấn chiếm cả thời gian nghỉ ngơi, nên có thể rơi vào tình trạng lao lực, kiệt sức. Đây là điều bạn cần sớm tìm cách cải thiện. Bạn có thể sắp xếp thời gian đi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể sẽ tốt hơn, vừa nắm được tình trạng sức khỏe, lại thêm phần an tâm. Bên cạnh đó, dịch mã động tinh xuất hiện thúc đẩy những chuyến đi, di chuyển, công tác hoặc thường xuyên phải chạy đi chạy lại lo công chuyện. Bản mệnh cũng nên hết sức lưu ý vấn đề giao thông an toàn. Thứ hai là tử vi tháng 5 âm lịch. Về sự nghiệp, tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp thấy rằng nhiều sóng gió ập đến trong phương diện sự nghiệp của người tuổi Ất Mão, đòi hỏi bạn không được phép lơ là. Nếu thời điểm này bạn ngừng cố gắng thì rất dễ phạm sai lầm, trở thành người tụt hậu hoặc gây phiền phức cho tập thể. Hãy cẩn thận trong mọi việc, hạn chế tham gia vào chuyện bao đồng cũng như hạ kết tôi của mình xuống trong mỗi cuộc thảo luận. Bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói để không gây phật lòng người tốt cũng như đắc tội với kẻ tiểu nhân. Với những người mới chập chững bước chân vào những lĩnh vực mới cũng có thể cảm thấy mất phương hướng trong tháng này, bạn cần bình tĩnh lại để cân nhắc xem điều mình thực sự mong muốn là gì. Không nhất thiết phải vội vã chạy theo bước chân của người này, người khác. Khó khăn càng chồng chất thì bạn càng phải cổ vũ mình cố gắng vươn lên, chớ nên bỏ dở công việc giữa chừng. Chỉ khi cố gắng giải quyết các vấn đề, bạn mới trưởng thành hơn và có bản lĩnh hơn trong công việc. Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể hỏi kinh nghiệm của những người đi trước đáng tin cậy. Trên thực tế, tháng này bạn còn được các tinh thái âm trợ mệnh. Nếu chăm chỉ, quyết tâm trong công việc thì bạn có thể gây ấn tượng với quý nhân hoặc cấp trên. Đối phương có thể đưa ra cho bạn những chỉ dẫn hữu ích, thậm chí giúp bạn một tay để bạn thoát khỏi tình thế khó khăn trước mắt. Về tài lộc, phương diện tài lộc của người tuổi Ất Mão khó có dấu hiệu khởi sắc. Bạn không nên chi tiêu một cách lãng phí trong tháng này. Tốt nhất, hãy nhắc nhở mình cắt giảm chi tiêu và luôn để sẵn một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Cục diện tương phá đem tới nguy cơ hao tài tốn của luôn lơ lửng trên đầu. Dù làm trong lĩnh vực nào thì bạn cũng nên cố gắng hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ còn dang dở. Chớ nên làm nhiều việc cùng một lúc kẻo dễ dàng gây ra lỗi phải tốn tiền để đền bù, khắc phục. Người làm ăn kinh doanh không nên vội vã đưa ra những quyết định đầu tư, bởi những mối đầu tư tưởng rằng triển vọng lại luôn tiềm ẩn cái bẫy mà kẻ tiểu nhân giăng sẵn. Nếu có ý định hợp tác với ai, bạn cũng cần kiểm chứng thông tin rõ ràng, đồng thời tìm hiểu kỹ các thông tin về đối tác. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, tháng này bạn còn chú ý hơn đến ngoại hình, nên sẽ tốn kha khá tiền để chăm sóc cho sắc đẹp. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp, song bạn chớ nên vì thế mà thành người phô trương, phung phí không cần thiết khi túi tiền không hề rủng rỉnh. Về tình duyên, căn cứ tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Mão âm lịch, phương diện tình cảm của người tuổi Ất Mão có những dấu hiệu khá đáng mừng, đặc biệt là với người độc thân, có thể bạn sẽ tìm thấy người tâm đầu ý hợp trong tháng này. Nguyệt lệnh mộc dục khiến bạn trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn trong mắt người khác giới. Lại thêm việc con giáp này cố tình chăm chút kỹ hơn cho bản thân, nên việc bạn lọt vào mắt xanh của một ai đó cũng không có gì là khó hiểu. Tuy nhiên, khi nhận được quá nhiều lời ngỏ ý làm quen, con giáp này phải thận trọng để nhận ra ai là người thực sự chân thành với mình. Bạn chớ nên để ý quá nhiều đến ngoại hình mà bỏ qua những yếu tố quan trọng khác. Với người đã lập gia đình, nhân duyên khác giới tốt đôi khi cũng đem tới cho bạn một vài rắc rối. Có điều, chỉ cần bạn luôn biết giữ mình, chủ động giữ khoảng cách với người khác giới thì không có gì đáng lo ngại. Thậm chí,
bạn còn có thể biến những mối quan hệ đó thành trợ lực cho mình trên con đường sự nghiệp, kinh doanh. Về sức khỏe, người tuổi Ất Mão duy trì được tình trạng sức khỏe tốt trong tháng này. Nhờ vậy bạn có thể sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thử thách mà cuộc sống mang lại. Con giáp này nhớ duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học, tránh dùng quá nhiều thời gian để đắm chìm cho sở thích cá nhân hoặc cho công việc. Ngoài ra, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì cần theo dõi và chữa trị kịp thời. Như vậy thì bệnh mới nhanh khỏi và bạn cũng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí chữa trị. Vâng thưa quý vị, trong cuộc sống ta luôn tìm cách trì hoãn, không bắt đầu vì việc lấy lý do cho những việc liên quan dễ dàng hơn là thực sự hành động, thực hiện quyết tâm của mình. Thế nên hòa thượng trẻ mới đợi người ta tặng giày cỏ, ô hay thuyền rồi mới lên đường đi xa học tập. Mỗi khi chuẩn bị làm việc quan trọng, ta thường có tâm lý ngại bắt tay vào thực hiện, nên tìm cớ để hoãn lại bằng việc trước khi làm việc quan trọng, ta thực hiện vô số công việc phụ chẳng liên quan như lướt Facebook, đọc báo, ngủ trưa, tìm đồ ăn. Sự trì hoãn có vẻ như có lý để tạo cho chúng ta cảm giác rằng mình chưa đủ điều kiện hoặc chưa đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để xuất phát. Ví dụ như một người bán hàng cho rằng mình chưa bán được nhiều hàng vì ảnh mình chưa đẹp, vì mình không có máy ảnh xịn, đợi khi nào có thì mình mới bắt đầu. Hay như có người cho rằng mình có nhiều ý tưởng hay ho, táo bạo lắm nhưng vì chưa có tiền, chưa có vốn nên không thể thành công như người ta. Bên cạnh đó, việc theo đuổi kế hoạch giảm cân hay quyết tâm học thêm ngôn ngữ mới, ôn luyện cho các kỳ thi quan trọng là điều khó khăn, bởi có nhiều yếu tố tác động khiến ta muốn trì hoãn. Mọi lý do đều đưa ra là vì chưa có cái này, chưa có cái kia nên chưa thể làm được. Những thứ họ nhắc đến đều nằm ngoài khả năng kiểm soát của bản thân, thế nên không biết họ trì hoãn, chờ đợi đến bao giờ mới được đủ điều kiện hoàn hảo để bắt đầu cơ chứ. Thậm chí, có những người nhận ra rắc rối của mình khi cứ trì hoãn, nhưng để thoát ra khỏi cạm bẫy này không hề là việc dễ dàng. Ví dụ, mỗi khi cầm tới sách vở để ôn thi là bạn lại buồn ngủ, muốn bắt đầu giảm cân hôm nay thì có người mời bữa ăn sang chảnh, toàn đồ ăn yêu thích, kết quả là cứ thế bạn lãng phí thời gian của bản thân, trong khi đó thời gian lại là phương diện cần keo kiệt, vì đó chính là vàng bạc, là thứ quý giá mà mất đi rồi ta không thể có lại được. Hiện nay, căn bệnh trì hoãn ngày càng tràn lan, khiến nhiều người khó khăn trong việc đạt được mục tiêu của mình. Bạn có thể đi ngủ trong lo lắng, đi chơi trong bồn chồn vì mọi việc chưa được làm, nhưng vẫn nghĩ rằng mọi việc cứ phải để mai tính. Nhiệm vụ khó khăn mà ta muốn trốn tránh vẫn nằm yên đó, không hề mất đi cho dù ta có làm vô số việc không liên quan trước đó. Bạn cần tỉnh táo nhắc nhở mình rằng cứ thế sẽ không giải quyết được vấn đề, chỉ đang kéo dài thời gian thêm. Thế nên việc trì hoãn chỉ làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn bản chất ban đầu của nó mà thôi. Bạn phải sớm nhận ra vấn đề của mình mới ý thức được việc cần phải sửa đổi. Bạn cần hiểu rằng trì hoãn là chướng ngại tinh thần bạn cần vượt qua. Nó không liên quan đến các yếu tố bên ngoài như thời tiết, chưa có người giúp, chưa có tiền. Bạn vẫn có thể bắt đầu mọi thứ trong khả năng của mình mà không cần điều kiện lý tưởng. Nỗi lo sợ thất bại chính là nguồn gốc của căn bệnh trì hoãn. Bạn sẽ bị ám ảnh và luôn suy nghĩ tiêu cực rằng mình chưa đủ năng lực. Hậu quả nào nếu bạn thất bại, mọi người sẽ cười chê, chế nhạo bạn thế nào? Khi còn trẻ, cứ thử đương đầu với khó khăn. Thất bại chính là những bài học đầu đời giúp ta trưởng thành. Sợ hãi khiến mọi thứ chỉ như chưa bắt đầu. Tuy nhiên, làm sao có thể thất bại khi mà bạn chưa hề bắt tay vào làm bất cứ việc gì? Hãy thử nghĩ mà xem. Ngày xưa không có các công cụ hỗ trợ như bây giờ, người ta vẫn xây dựng được kim tự tháp Ai Cập. Người lính cụ hồ xưa kia không đủ súng ống, phương tiện, vẫn tìm cách chế ra đủ mọi dụng cụ để đánh thắng giặc ngoại xâm. Bạn cũng vậy, bạn chẳng cần có đủ các điều kiện vật chất được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng. Thứ bạn cần là một quyết tâm đủ lớn, một tâm lý sẵn sàng để đối mặt với những khó khăn, thử thách. Ngay khi bạn không có đủ những điều kiện vật chất thì cũng đã phải tiến hành về tinh thần. Trở ngại về vật chất luôn không quan trọng bằng những trở ngại tinh thần mà chúng ta tự tạo ra cho mình. Chỉ cần có quyết tâm, biết vạch rõ mục tiêu mà mình muốn hướng đến thì bạn đã thành công một nửa trước khi bắt đầu mọi thứ. Hãy mang theo một trái tim đầy nhiệt huyết mà lên đường. Mục tiêu dù có là bao xa thì đường vẫn ở ngay dưới chân bạn. Cứ đi rồi sẽ đến, cho dù bạn chỉ bước một bước cũng hơn là bạn cứ mãi đứng ở đó. Hành trình vạn dặm cũng phải bắt đầu bằng bước chân đầu tiên. Nếu còn chần chừ, thiếu quyết đoán, bạn đang để vụt mất những cơ hội tốt đẹp. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý khán giả. Từ đó quý khán giả có thể đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc,
quý khán giả vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.